Chào mừng các em đã đến với trang lời dạy hay.com. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em làm bài tập số 2 trang 106 sách giáo khoa toàn 6 cánh diều tập 1. Bài tập số 2 có nội dung như sau: cho hình thăng cân ABCD có độ dài đáy AB bằng 4 cm, độ dài đáy CD gấp đôi độ dài đáy AB, độ dài chiều cao AH bằng 3 cm. Tính diện tích của hình thăng cân ABCD. Bài này thì liên quan đến cách tính diện tích của hình thăng cân. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhắc lại cách tính diện tích của hình thăng cân. Thì hình thăng cân cũng chính là hình thang. Như vậy muốn tính diện tích hình thăng cân ta sẽ làm như sau. Chúng ta lấy tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao rồi sẽ chia cho 2. Chia đôi tức là chia cho 2 đấy. Vậy thì áp dụng bài toán này ta sẽ có cách tính diện tích của hình thang cân ABCD như sau. Ở đây cô có hình thang cân ABCD. Theo bài toán thì ta có cạnh AB, cạnh đáy AB bằng 4 cm. Như vậy AB bằng 4 cm. CD thì gấp đôi AB, đúng không? Như vậy chúng ta dễ dàng tính được độ dài cạnh đáy CD chính bằng 4 × 2. AH rồi chiều cao thì bằng 3 cm rồi. Như vậy áp dụng đúng theo công thức thì chúng ta sẽ dễ dàng tính được diện tích của hình thang cân ABCD. Bây giờ các bạn tính cho cô độ dài cạnh đáy CD đã. Độ dài cạnh đáy CD là CD thì gấp đôi AB. Như vậy muốn tính CD ta lấy AB, độ dài AB là bằng 4, gấp đôi là nhân với 2 thì chính bằng 8, đơn vị là cm. Bây giờ biết chiều cao rồi, biết độ dài đáy CD này là bằng 8 rồi. Thì ta có này, diện tích của hình thang ABCD chính bằng đáy lớn cộng đáy nhỏ, tức là bằng AB cộng với lại CD. Sau đó nhân với chiều cao là AH. Rồi chia cho 2, đúng không? Mà ta có ba độ dài ba cạnh này biết rồi thì chúng ta chỉ việc thay vào công thức này để chúng ta tính thôi. Vậy ta sẽ có diện tích của hình thang cân ABCD là chúng ta sẽ lấy 8 cộng với 4 rồi nhân với chiều cao là nhân với 3, sau đó chia cho 2, kết quả sẽ bằng, ta có đây 8 cộng với 4 là bằng 12, 12 mà nhân với 3 là bằng 26, 12 nhân 3 là bằng 36, 36 mà chia cho 2 thì sẽ được là 18 cm². Vậy ta có diện tích hình thang cân ABCD cần tìm là 18 cm². Như vậy là cô đã vừa dẫn các em hoàn thành xong bài tập số 2, trang 106 sách giáo khoa tuần 6 cánh diều tập 1. Các em hãy truy cập vào trang lời dạy hay.com để xem chi tiết các bài giảng khác. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em vào các video bài giảng tiếp theo.